Ôi nhìn những cái chùm nho to thích quá này. Những cái chùm này đã chuyển màu đỏ rồi. Đấy, nó to như thế này. Đấy, chùm này khủng khiếp. Khủng quá. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Chimmy Farm. Hôm nay thời tiết khá là đẹp. Một buổi chiều. Đấy. Nắng mặt trời đã bắt đầu lặn rồi này. Đây là cái khu rau muống của farm. Này khá là tốt rồi. Cuối tuần này khách hàng các cả nhà tới thu hoạch nho thì sẽ được tặng rau muống này nhé. Rau muống này ngon này. Rau muống organic trồng sạch cả nhà. Còn bên đây bên đường thì đang trồng mướp này. Đấy, rau mướp khá là tốt. Thì cho nó mát đấy. Cho mọi người đi tạo cái bóng mát ở đường. Giờ thì mình vào thăm vườn nho. Đấy, chỗ này thì sẽ thu hoạch vào dịp cuối tuần. Đấy, nho bắt đầu chín đen. Đấy, chúng đo nhỏ mọng này. Mọi người có hỏi thế sao nho có ngọt không? Thì đâu đây mình sẽ thử một quả trái nhé. Trái nho khá là to các bạn. Nó này không hạt. Là tương đối ngọt. Đấy, những cái chùm mà chín này phải bọc lại cho nó chín. Chùm này là đổi màu đỏ thẫm rồi đấy. Gần màu qua màu đen rồi các bạn ạ. Bên này thì đang chín. Trời nắng lên vài ngày là nho chín rất nhanh nhé. Cái là đầu tháng 6 là farm rất là nhiều nho. Thôi, cái quả này, chùm ít quả nó to ghê chưa. Khu này thì vài ngày nữa sẽ được cho làm cỏ và trải lại bạt cho nó sạch sẽ để các bạn là quý anh chị và các bạn các gia đình tới để thu hoạch nho. Cái này sẽ làm cỏ sạch sẽ giống như cái vườn bên kia. Chùm nho nhìn đều và ngon quá này. Đây, ôi trời. Đấy, bên đây thì mới đang đổi màu. Và luống thì nó chín nhanh hơn. Chỗ này vẫn còn chùm chùm nho màu xanh. Đấy, ở đây là đang đổi màu này. Đây. Ô, như cái chùm này thì đen quá này. Đen thẫm luôn. Chùm đen như thế này rất là ngọt các bạn. Ở khu bên này cũng có những cái chùm nho khá là to, dài, xem nào. Đấy, như mình đo lúc mà nó chưa chín đấy, đấy nó khoảng được gần 30 phân đấy. Đây, chùm nho này. Đấy, một cái gang rưỡi của mình cơ. Phải được 30 phân đấy. Nó rất to và dài. Đây. Đấy, chùm nho dài và to quá này, thấy chưa? Có những cái chùm nho nó to khoảng hơn cân đấy các bạn ạ. Đây thì khu này là chín sau. Đấy, farm sẽ trồng và luân chuyển thì
Thì cái giai đoạn nho thì mình sẽ thu hoạch được thời gian nó dài nhé. Đấy, như cái chùm này thì rất là dài này. Ố, ố đến 2 gang tay rồi này. Ok chưa? Đây, chùm to quá, dài. Đấy, những cái chùm này thu hoạch thì rất là thích các bạn ạ. Đấy, cái chùm đỏ đỏ này là khoảng 2 tuần nữa là chín đen rồi này. Đấy, cái khu này thì được những cái chùm nho nó to và dài hơn các bạn ạ. Đấy, đến gần 2 gang này, 2 gang tay. Ôi nhìn những cái chùm nho to thích quá này. Những cái chùm này đã chuyển màu đỏ rồi. Đấy, nó to như thế này. Đây, chùm này khủng khiếp. Khủng quá. Bạn nào? Em bé nói gì mà khản cả giọng ra rồi. Ô, con chùm này vẫn còn xanh. Thích quá này. Rồi cuối tuần này, quý vị và các bạn và cả nhà hãy tới ngay thôi. Khu này thì sẽ bắt quả này, sắp tới sẽ bắt quả để cho nó vào dịp sau. Đấy, cây nó non hơn. Đây, cái gốc. Ô, mình ra cho coi xem cái chùm kia nào. Nhìn thấy cái chùm nó dài thế. Đây, quá, đây là 2 chùm. Mình cứ nghĩ là 1 chùm mà nó dài thế. Như thế này là cũng là khá to và dài rồi. Ui, chùm nho xanh. Đấy, mấy kiểu. Đấy, các vườn sẽ được làm cỏ sạch như thế này. Sạch như thế này để mọi người vào thu hoạch nho nhé. Và nho còn, khu này còn xanh vui lòng không hái. Đây, ô, chùm nho xanh dài quá cơ. Đây, những cái chùm nho thật là khủng khiếp này. To đùng. To đùng, to đùng, to đùng. Nhìn khá là thích mắt các bạn. Cái khu mà nho vẫn còn xanh này mọi người chỉ tham quan thôi nhé. Tham quan chưa thu hoạch được đâu. Đây, chỉ thu hoạch những cái chùm chín thôi. Chín màu đen thôi. Ô, cái chùm này. Cái này nó phải gần đây là 2 cân đấy. 2 cân có dư ấy. Cái chùm này chắc phải. Ồ, nặng nó chịu cả cái cành nho xuống này. Ô, to quá. Chùm to quá. Đây, cái này bên này thì có nhiều ánh nắng ấy. Nó chiếu vào nên là nho sẽ vẻ nhanh chín hơn, đổi chuyển màu nhanh hơn. Đấy. Mình chỉ nhìn những cái chùm nho nó thích quá này. Nho siêu to khổng lồ. Đấy, thấy chưa? Cái siêu to khổng lồ các bạn ạ. Đây, có những cái trái nho nó to đùng thế này cơ mà. Đấy, chùm thì siêu to khổng lồ. Cái khu chỗ này thì lần trước farm cũng đã làm một cái đường để cho mã cho khách đi. Đi để tham quan nho và đi vòng qua đây. Qua đây để xuống khu động vật. Đây, thời gian tới thì chắc trong tháng 6 thì những cái vườn nho này nó cũng sẽ chín hết. Để cho
cả mọi người có thể thu hoạch. Và trong tuần này thì mọi người sẽ được thu hoạch ở cái vườn nho phía trên kia nhé. Vườn nho chín trước. Hôm trước là mình cũng đã quay rồi đấy. Dự kiến là cuối tuần này thì farm cũng sẽ tổ chức các chương trình về nho. Và có cuộc thi như là thi ăn nho này, và thi thu hoạch nho này, các trò chơi các bạn chứ không phải đâu. Thế có thể sẽ có một cuộc thi là ai hái được cái chùm nho to và nặng nhất. Mình xem nào. Bác nông dân đã bọc nho này. À, những cái chùm này chín chín này. Bọc cho nó nhanh chín để thu hoạch này. Hai chùm. Ngoài nho ra thì farm có khá là nhiều trò chơi các gia đình và các bé. Đây, như chỗ này là kiến lại để lắp cái bể bơi ở đây đấy. Đây, bể bơi khu này. Hoa bên đây. Đó, có cà phê camping. Cà phê buổi chiều tối. Rồi, khu vườn rau để cho mọi người thu hoạch. Đấy, rau muống thì rất là nhiều. Mọi người nhớ cuối tuần này tới để thu hoạch nhé. Là mướp này. Đấy, dưới kia là vườn hoa. Dưới thì hoặc có thể khu động vật ở bên dưới này, rồi câu cá này. Mướp cũng khá là nhanh tốt rồi này. Đấy, khoảng nửa tháng đến một tháng nữa rồi thôi, chỗ này sẽ rất là râm mát. Mướp leo lên rồi này. Đây. Khu cà phê buổi tối. Là cái vườn hoa, dưới kia và động vật. Mình xin phép kết thúc video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào cuối tuần này tới ghé tới thăm Chimmy Farm và thu hoạch nho, nông sản các loại, câu cá, khu động vật và khu trò chơi cho các con nữa nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.